đền mẹ thần sinh nên ơn cá nhân phải đọc qua toàn bộ sang một xem nó đã muốn rưỡi rồi không? Nhanh nhỉ? Học muộn rưỡi mà. Đi học cái máy tận bây giờ mới học, làm được sau thì mình cũng là một chút nhất trước thì ngày sau ai cũng làm dụng hết rồi. Một cô kéo dài đến 7 buổi được. Chị Thúy cũng xuống làm à? Không nhá, nhưng mà thực ra cứ mua một mẫu này xong rồi mình lại ấy đấy. Mình học biết mình học ra những cái mà vỡ ra được nhiều cái mẫu công việc lẻo lẻ khác lắm, cứ lôi cả xuống mà làm miễn phí thì làm biết kiểu gì cho giỏi ấy, phải làm cho anh diện trần. Mình đi học cái gì mình chẳng phải lôi ra làm miễn phí, sau này trần thì cũng lôi cả xuống mà thế ai mình chờ mới cho trước hết phải cho đi mới được nhận lại. Chị em cứ đợi mà làm được đây, gọi là do nở đấy nhá, cứ đợi tiền người ta là không được, do nở đấy. Cho mình cứ chữa dần dần quen. Ai để kính lên mà dẫm mà không biết có đủ giờ để mà cô chỉnh lại những cái mà cái học trò đã làm gì méo mó không? Cô bảo thứ năm mà ngày thứ năm mà. Ừ. Cô sẽ méo thế nào? Nói chung là cô sẽ chỉnh đấy. Mọi người kể cả chả bao giờ bị làm bị méo mó đi, bởi vì cái của mình nó có cữ, làm cái người ta xong làm lên một động tác người ta đã én hai ba cái người ta đã nhìn nó rồi, bởi vì làm đây mình hướng dẫn làm rất là cẩn trọng chứ không phải làm bừa. Wow, mà lo là sợ. Nếu như mà học và dạng cứ chỗ nào thừa ra cứ ra công ra sức ấn vào cái quả đấy mới là cái đi giải quyết hậu quả. Nhưng ở đây là mình đã hướng dẫn cho từng tí rồi, người ta không có thể bị kiểu bị các cái hậu quả kể cả chưa được như ý thì đúng là bài học nó cũng vẫn là đẹp hơn. Kim cương nói chứ từ như thế thì mới trước cách để chỉnh sửa nó đẹp hơn. Chưa được coi. Bạn cho khác soi ngược toàn lại xong rồi cho phát hiện cắm tử, người khác phải hoàn toàn không hào nhìn môi khác, môi mọng mình chưa nhìn cái lạch vẽ này này này, cố gắng luôn này.